Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cơn đại hồng thủy từ Trung Quốc và hậu quả của thể chế đỏ. 1/6 dân số thế giới đã bị ảnh hưởng việc làm vì viêm phổi từ Vũ Hán. Đây là báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế, viết tắt là ILO, vừa công bố vào hôm 7 tháng 4 năm 2020 cho biết thời kỳ đen tối đang chờ đợi những người lao động trên toàn cầu và trong đó không loại trừ cả Việt Nam vì hiện nay cả nước cũng đang phải cách ly. Trong chưa đầy 3 tháng, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã cướp đi việc làm của hàng chục triệu người lao động trên toàn thế giới và châu Á là nơi được cho rằng bị thiệt hại nặng nề nhất. Và dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán gây ảnh hưởng đến 80% người trong độ tuổi lao động trên thế giới dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể khi một nhà máy đóng cửa thì những cái đơn vị dịch vụ cho những nhà máy đó cũng phải nghỉ việc. Và rất nhiều những cái phản ứng dây chuyền theo kiểu domino tiếp tục bị diễn ra. Và điều này đang gây tác hại ngày càng to lớn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đời sống của người dân Việt Nam cũng như trên thế giới. Và đây là hình ảnh lao động tại châu Á, Thái Bình Dương đang chịu tác động nặng nề của dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo dự báo, 1,25 tỷ lao động đang làm việc trong các ngành được xác định là có nguy cơ ngạc cao sẽ tăng một cách nhanh chóng và nghiêm trọng tỷ lệ sa thải cũng như giảm lương và số giờ làm việc. Và việc này chúng ta cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua tại Việt Nam. Và với nhiều người lao động đang làm việc tại các công ty, các công việc yêu cầu kỹ năng thấp, vốn đã bị trả lương ít ỏi thì việc đột ngột mất thu nhập sẽ dẫn tới hậu quả nặng nề. Đó là những người làm phụ việc cho những khách sạn ở Việt Nam, làm những công việc đơn giản, đánh bắt cá hoặc làm những cái việc mà không đòi hỏi cái trình độ lao động cao thì những người này rất nguy hiểm vì khi họ mất việc thì thu nhập của họ không còn nữa và không ai giúp họ. Và nhìn vào các khu vực địa lý, tỷ lệ người lao động trong các ngành có nguy cơ này dao động từ 43% ở khu vực châu Mỹ tới 26% ở khu vực châu Phi. Báo cáo cảnh báo rằng một số khu vực, nhất là châu Phi, có tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức ở mức cao cùng với hệ thống an sinh xã hội rất yếu, mật độ dân số dày đặc và năng lực thì bị hạn chế. Nên đây sẽ là những thách thức nghiêm trọng về y tế và kinh tế đối với các chính phủ ở những nước này. Vì những người lao động như vậy, họ không hề có hợp đồng lao động, họ chỉ làm theo thời vụ và làm những việc ít giờ. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm cho họ. Và theo thông báo, cuộc khủng hoảng mang tên viêm phổi Vũ Hán dự kiến sẽ cướp đi 6,7% tổng số làm việc trên toàn cầu trong quý 2 năm 2020. Và đây chỉ là quý 2 thôi, tiếp tục sẽ diễn ra. Và tương đương với 195 triệu việc làm trong toàn thời gian. Những khu vực chịu tác động nghiêm trọng là các nước Ả Rập, mất 8,1% số làm việc, tương đương với 5 triệu người lao động toàn thời gian. Ở châu Âu thì mất 7,8%, tức là 12 triệu người lao động toàn thời gian. Và châu Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, 7,2%, tương đương với 125 triệu lao động toàn thời gian. Và như vậy, châu Á, Thái Bình Dương là khu vực chịu tác động nghiêm trọng và nặng nề nhất. Nhất là những nước như có thể chế độc tài, như Trung Quốc, như Việt Nam, thì ở đây những người dân lao động ngày càng cực khổ và lầm than vì cái đời sống của họ không được đảm bảo nữa và chính phủ cũng không thể lo được cho họ. Bởi vì đã bị tham nhũng tràn lan và nhà nước không còn tiền trong ngân sách. Và báo cáo của tổ chức ILO đã miêu tả đại dịch viêm phổi Vũ Hán là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thế giới lần thứ hai. Thì các bạn phải thấy rằng là rất nghiêm trọng. Vì khi đã ví đến Thế chiến lần thứ hai là cái sự rất nghiêm trọng lên ở một cái tầm cao mới rồi. Và cái điều này tác động còn lâu dài. Và đây là hình ảnh toàn bộ hệ thống App Store trên thế giới đã phải đóng cửa vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Ngoại trừ Trung Quốc là những cửa hàng này trước đây hoạt động rất tốt, nhưng bây giờ cuối cùng cũng phải đóng. Và báo cáo thì cho biết các nhóm quốc gia đều chịu tổn thất nặng nề, trong đó có các nước thu nhập trung bình cao bị tác động mạnh, mất 7% tổng số giờ làm việc, tương đương 100 triệu người lao động trong toàn thời gian. Những con số này cho thấy sức tàn phá của đại dịch viêm phổi Vũ Hán vượt xa tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu vào năm 2008-2009. Các ngành kinh tế bị ảnh hưởng lớn nhất bao gồm dịch vụ lưu trú và ăn uống, sản xuất, bán lẻ, các hoạt động kinh doanh và hành chính. Thì các bạn cũng đã chứng kiến những việc các nhà hàng, các khách sạn ở Việt Nam cũng đều phải đóng cửa cả loạt vì không có khách nữa. Và đấy là cái điều rất tai hại khi mà cái ngành du lịch đang đem lại rất nhiều công ăn việc làm cho Việt Nam.
và kéo theo những hậu quả là những người chủ ở đây sẽ không có tiền trả cho những cái hoạt động tài chính trả dần của mình cho nhà băng, và người lao động thì không có việc làm. Và báo cáo cũng cho hay 2 tỷ người lao động trong khu vực phi chính thức trên toàn thế giới, chủ yếu ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, là nhóm có nguy cơ cao bị tác động tiêu cực. Thì điều này nghiên cứu đã đưa ra rồi, thì chắc chắn rằng những người lao động Việt Nam tới đây sẽ còn bị ảnh hưởng rất mạnh. Và các bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều đó một cách hết sức chủ động. Và đây là hình ảnh của các cửa hàng tại Hà Nội cũng bị đóng cửa hàng loạt vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Báo cáo nhấn mạnh, con số tổng kết về tình trạng thất nghiệp toàn cầu trong toàn bộ năm 2020 sẽ còn phụ thuộc nhiều vào các diễn biến sắp tới và các biện pháp chính sách của các nước đề ra. Và có khả năng cao là con số tổng kết cuối năm sẽ còn cao hơn nhiều so với dự báo ban đầu của tổ chức ILO là 25 triệu người thất nghiệp. Và đương nhiên rồi, thì những con số đó chỉ trên lý thuyết thôi. Còn thực tế thì các bạn cũng đã thấy những cái công xưởng đóng cửa, những cái nơi dịch vụ đóng cửa và rất nhiều những hệ lụy kèm theo. Và có tới 80% lực lượng lao động toàn cầu với 3,3 tỷ người hiện đang chịu tác động do nơi làm việc bị đóng cửa một phần hoặc toàn bộ. Thì cái này thì hoàn toàn đúng rồi. Thì cũng thấy là nó sẽ còn diễn ra những cái vấn đề phức tạp tiếp theo lan ra xã hội. Và báo cáo trong này cũng nêu rõ cần có các biện pháp chính sách trên diện rộng và đồng bộ, tập trung vào 4 trụ cột chính. Đây là cái vấn đề rất quan trọng, 4 trụ cột. Và đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, ông Kurt Ritter, trong một cuộc họp báo tại Geneva. Và trong bối cảnh cả người lao động và doanh nghiệp đều đang đối mặt với thảm họa chưa từng thấy như thế này, thì cả ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đều sẽ diễn ra cái tình trạng đen tối tương tự như nhau. Không ai có việc làm hết, hoặc có thì cũng chỉ cầm chừng. Và đặc biệt là cái thu nhập của người lao động sẽ mất hoặc giảm đi một cách đa số, các công ty phá sản hàng loạt. Thì Tổng Giám đốc ILO, ông Kurt Ritter đã nhận định như sau. Chúng ta phải hành động nhanh chóng, quyết đoán và trên cơ sở phối hợp tốt các biện pháp đúng đắn và cấp bách có thể tạo ra sự thay đổi và quyết định tương lai của chúng ta là tiếp tục tồn tại hay sụp đổ. Với câu nói này của ông thì rõ ràng tình trạng rất nguy kịch và không phải kết hợp nhanh những cái giải pháp khác nhau của các nhà nước, của nhiều nhà nước với nhau trên toàn cầu thì may ra mới có thể giải cứu được tình trạng này và bớt đi cái sự thiệt hại do cái đại dịch viêm phổi Vũ Hán từ Trung Quốc tràn sang thế giới. Và 4 trụ cột mà báo chí chỉ ra để khắc phục tình trạng trên là: thứ nhất là hỗ trợ doanh nghiệp, việc làm và thu nhập; thứ hai là kích thích nền kinh tế và việc làm; thứ ba là bảo vệ người lao động tại nơi làm việc; và thứ tư là sử dụng đối thoại xã hội giữa chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động để tìm kiếm giải pháp nào đó tối ưu nhất, tốt nhất để cho tất cả các bên đều phải tồn tại, vượt qua cái thời kỳ khủng hoảng và đen tối chưa biết khi nào kết thúc này. Và đây là hình ảnh của chính phủ Việt Nam đang họp để đưa ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Nhưng tiềm lực kinh tế rất yếu kém ở Việt Nam, cộng thêm nạn tham nhũng hoành hành tràn lan, rồi quan chức bắt nạt người dân khắp nơi, thì có lẽ người dân cuối cùng cũng chẳng được gì. Và chỉ có một số doanh nghiệp sân sau nào đó họ có thể nhận được những gói lớn của chính phủ để làm những cái việc mà chưa biết có thành công hay không. Ông Ritter đã chỉ rõ như sau, đây là bài kiểm tra quan trọng nhất trong hơn 75 năm về năng lực hợp tác quốc tế. Nếu chỉ một quốc gia thất bại, thì tất cả chúng ta sẽ đều thất bại. Chúng ta phải tìm ra giải pháp để hỗ trợ mọi thành phần trong xã hội toàn cầu, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, những người ít có khả năng tự giúp đỡ mình nhất. Thì đây là rõ ràng là quốc tế và tổ chức lao động quốc tế đã quan tâm rất nhiều đến cái người lao động, ngay cả những cái người nhỏ nhất, từ những cái người bán vé số, tất cả những cái chuyện đó như ở Việt Nam chẳng hạn. Nhưng liệu chính phủ Việt Nam có quan tâm được hay không? Đây là một câu hỏi đặt ra. Và bức tranh kinh tế thế giới trong những tuần qua mang màu sắc xám xịt từ khắp châu Âu giàu có cho những nơi khởi phát của dịch bệnh, nền kinh tế thứ hai của thế giới, đó là Trung Quốc. Thì các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh không thể hoạt động được, tất cả đóng cửa hết, không ai ra ngoài đường cả. Ngay cả Trung Quốc cũng vậy, các khu phố vắng tanh. Và đây là hình ảnh ở khu Le Quai Voltaire ở trung tâm Paris. Trong thời kỳ phong tỏa ở Pháp, các nhà hàng, quán bar, cửa hàng không thực sự cần thiết cho đời sống quốc gia đều phải đóng cửa. Mà trước đây nếu các bạn có dịp đi sang du lịch ở Pháp thì thấy những khu vực như này rất đông người, rất đông, mua bán sầm uất, người đi lại. Bây giờ đóng cửa hết, không có gì cả nữa.
Đấy, rất nguy hiểm. Và tỷ lệ GDP, tức là tổng thu nhập quốc dân của Pháp, nền kinh tế thứ hai nhì trong Liên minh châu Âu, giảm tới 6% trong 3 tháng đầu năm 2020, theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Pháp. Đấy, chỉ có 3 tháng đầu năm thôi. Sau 3 tuần lễ bị phong tỏa, đã có tới 5,8 triệu người lao động tại Pháp mất việc làm và phải đăng ký thất nghiệp bán phần nhằm đảm bảo duy trì được 80% thu nhập. Tức là thất nghiệp tăng lên rất nhanh, rất nhanh chóng và chưa biết đứng nào dừng. Và riêng tại Đức, một nửa triệu công ty lớn nhỏ cũng cho nhân viên nghỉ việc vì lý do kỹ thuật. Con số này cao gấp 20 lần trong những cái tháng đầu hồi khủng hoảng của năm 2008 trước đây. Như vậy là rất lớn, ảnh hưởng rất lớn. Và đây là những cái hình ảnh chính phủ Đức. Họ đã trợ giúp ngay cho các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ, dưới 5 công nhân, hàng chục nghìn euro ngay lập tức. Và người lao động cũng được nhà nước hỗ trợ trả lương. Và trong đó thì đặc biệt rất hay là có rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp người Việt Nam, tức là họ vẫn quốc tịch Việt Nam, họ làm việc ở Đức, nhưng cuối cùng chính phủ Đức vẫn cho tiền họ, vẫn cho mỗi cái doanh nghiệp đó 10, 15.000, 14.000, vài chục nghìn, và tiền vay thì lãi suất ưu đãi rất thấp. Thì đây là cái chính sách rất tốt của cái thể chế dân chủ và tự do như vậy. Ở Việt Nam thì không có chuyện đó. Và tại Anh, gần 1 triệu người lao động đã mất việc làm trong 2 tuần lễ cuối tháng 3 năm 2020, và con số này cao gấp 10 lần so với bình thường. Cũng là một cái vấn đề đặt ra đối với nước Anh. Và tại Thụy Sĩ, một trong những nước giàu và có hệ thống y tế tốt nhất thế giới, Bộ trưởng Paralin đã đánh giá hiện nay nền kinh tế của Thụy Sĩ đang trong cuộc khủng hoảng rất lớn, nặng nề nhất kể từ Thế chiến thế giới thứ hai. Con số thất nghiệp một phần đã tăng mạnh do dịch bệnh và dự kiến tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Và tính đến ngày 28 tháng 3, khoảng 750.000 người, tức là tương đương với 15% người lao động, ở trong tình trạng thất nghiệp một phần. Thụy Sĩ là đất nước rất giàu, lúc nào cũng nhiều việc, lương rất cao, nhưng cuối cùng cũng phải chứng kiến cái thảm cảnh như vậy. Thì các bạn thấy cái sự nguy hiểm như thế nào khi một dịch bệnh bùng phát, và đặc biệt nếu nó bị che giấu, và Trung Quốc có lẽ đã che giấu cái dịch bệnh này, và cuối cùng khởi phát ra toàn cầu và chết hết. Và nhìn đến Trung Quốc, điểm khởi đầu của dịch, thống kê chính thức không đả động đến con số người thất nghiệp, nhưng nhìn nhận rằng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm đi 13,5%, kim ngạch xuất khẩu giảm gần 16%, còn chỉ số tiêu thụ nội địa thì giảm đi mất 1/5 so với cùng thời kỳ năm ngoái. Ngần ấy dấu hiệu đủ cho thấy thị trường lao động tại quốc gia đông dân nhất địa cầu này không hề tươi sáng tí nào. Và các bạn cũng đã biết những con số của Trung Quốc thì không thể tin được nếu họ có đưa ra, nhưng mà thường họ cũng giấu hết. Giống như Việt Nam thôi, giấu hết. Chỉ giờ này cũng chỉ có vài trăm người bị viêm phổi Vũ Hán thôi, nhưng mà thực tế con số còn cao gấp chục lần là ít, vì Việt Nam không có khả năng để xét nghiệm. Và siêu cường thế giới Mỹ hiện nay đang có quy mô dịch bệnh hoành hành lớn nhất, cũng chứng kiến những hệ lụy kinh tế tồi tệ. Đây là hình ảnh Sở đăng ký lao động tại bang New York, tại Berkeley, thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Và tại Hoa Kỳ cũng trong tuần lễ cuối tháng 3 năm 2020, viêm phổi Vũ Hán đã đẩy 10 triệu người ra khỏi thị trường lao động, và số này phải ghi danh lãnh tiền thất nghiệp, tức là cái chuyện phải đi xin tiền để trợ cấp. Và theo số liệu thống kê mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào sáng ngày 2 tháng 4 theo giờ địa phương, số người Mỹ đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đã tăng lên con số kỷ lục là 6,6 triệu người tính đến ngày 28 tháng 3, là con số thống kê mới nhất họ đưa ra. Và những con số này thì thực thôi, bởi vì những nước như vậy họ cũng công bố rõ ràng để cho người dân được biết. Và trước đó con số dự kiến cho cái nhóm đối tượng này chỉ còn có 3,7%, 3,7 triệu người. Một tuần trước đó là 3,3 triệu người Mỹ cũng đã nộp đơn thất nghiệp, tức là con số càng ngày càng tăng lên, tăng không ngừng. Theo đài truyền hình NBC News, con số thất nghiệp thực tế có thể còn cao hơn nhiều, vì không ít người nộp đơn gặp rắc rối trong quá trình làm giấy tờ sau khi sở lao động tại các bang trở nên quá tải, vì cái số lượng người đến nộp đơn xếp hàng quá dài, nộp đơn quá đông, mà cái lượng nhân viên làm việc ở những cái sở lao động này thậm chí là không tăng được, vì rất nhiều người đã bị ốm, bị virus corona, bị cúm và phải ở nhà hoặc là bị bệnh viện. Rồi họ cũng phải giãn cách ra, nên là mọi cái xử lý cái công việc hành chính trong lúc này ở các nước, ngay cả ở Mỹ, cũng sẽ gặp những cái thời gian kéo dài rất rất nhiều so với bình thường. Và trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến phức tạp, chính quyền ở nhiều bang của Mỹ đã ra lệnh phong tỏa, khiến các cơ sở kinh doanh phải đóng cửa tạm thời và công việc của hàng triệu người Mỹ cũng biến mất. Và đồng nghĩa với việc là khi Mỹ bị biến mất những công việc này, thì họ không thu nhập nữa, thì họ sẽ không mua hàng nữa, thì những
thì Việt Nam, Trung Quốc, Việt Nam, đặc biệt Việt Nam xuất hàng sang Mỹ sẽ khó khăn hơn, bởi vì không ai mua cả thì làm sao mà xuất đi đâu, và nó sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến cả Việt Nam, tức là cái chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu nó bị xáo trộn và bị đứt quãng. Và đây là hình ảnh hàng chục xe đông lạnh để bên cạnh bệnh viện ở Mỹ để dự phòng chứa xác chết vì viêm phổi Vũ Hán. Thì đây là một cái hình ảnh, cái việc rất đau lòng, bởi vì số lượng người chết quá nhiều, nên họ phải chuẩn bị những cái xe đông lạnh lớn như vậy mà mỗi xe có thể đựng được hơn 30 người, mà hơn chục xe. Và trước thời điểm phần lớn các nền kinh tế phải đóng cửa vì dịch viêm phổi Vũ Hán, Mỹ đã từng ghi nhận 695.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong đợt khủng hoảng vào năm 1982. Số lượng đơn trong đại suy thoái ở giai đoạn 2007 đến 2008 cũng chỉ lên tới 665.000 người vào tháng 3 năm 2009 mà thôi. Đây cũng được xem là mức thất nghiệp chưa từng có một quốc gia này. Và giới chuyên gia cho rằng việc các hoạt động kinh tế bị dừng lại đột ngột vì một loạt chính sách giãn cách xã hội của chính phủ Mỹ là nguyên nhân đẩy số người thất nghiệp tăng cao và sẽ còn tăng không ngừng. Và bên cạnh cuộc chạy đua với thời gian để nghiên cứu ra các loại vaccine phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, thế giới cũng đang đứng trong giai đoạn khẩn trương cứu vãn nền kinh tế đang bị đại dịch tàn phá một cách hết sức nặng nề. Thì các bạn thấy, từ những công ty dầu mỏ, rồi sản xuất ô tô, rồi những cái sản xuất nông nghiệp, ngay cả tại Đức cũng thế, rất nhiều những cái cánh đồng trồng những cái măng tây chẳng hạn không có ai thu hoạch nữa, bởi vì những cái người mà làm cái việc đó từ Ba Lan, từ Tiệp, từ các nước khác sang là họ Romania, họ không sang được nữa. Thế là cả những cánh đồng rất lớn như vậy là để không, và để cho nó những cái sản phẩm nông nghiệp đó vứt đi, vì không có ai thu hoạch được, không có người nữa. Thì nó đỉnh trệ như vậy, nó nguy hiểm, nó cả cái vấn đề lương thực nữa. Và đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông bà này người Đức, tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Và báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế được công bố vào lúc các quốc gia trên thế giới dồn dập bơm tiền để cứu nền kinh tế. Phải đưa ra rất nhiều, phải bơm nhiều tiền. Không có là không có thu vào thì người ta chi ra vẫn thế. Thì như vậy phải có tiền vào các tài khoản, tiền vào để trả nợ ngân hàng, tiền vào để trả lương. Nếu không sẽ sụp đổ hết, mà sụp đổ xã hội sẽ loạn. Và Thủ tướng Nhật bản ngày 6 tháng 4 năm 2020 cho biết chính phủ nước này sẽ tung ra gói cứu trợ khổng lồ trị giá gần 1.000 tỷ đô la trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán đang tác động tới nền kinh tế thứ ba của thế giới này, tức là Nhật Bản. Và quy mô của gói cứu trợ này tương đương với 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản. Và gói cứu trợ này lớn hơn nhiều so với gói cứu trợ mà Tokyo đã đưa ra trong cuộc khủng hoảng tài chính từ những đầu năm 2008. Từ lúc đấy đã lớn rồi, bây giờ còn lớn hơn rất nhiều. Thì các bạn phải biết cái quy mô cái khủng hoảng này rất lớn thế nào để chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó. Và trước đó, Mỹ đã phải thông qua gói cứu trợ kinh tế lịch sử trị giá 2.000 tỷ đô la để cứu nền kinh tế đang gặp khó khăn. Những hãng hàng không các bạn thấy không thể bay được nữa, nằm máy bay nằm dưới đất hết. Và mọi cái vẫn phải chi phí, rất nhiều cái có thể phá sản rất nhanh nếu như không có những gói cứu trợ này của chính phủ của các nước giàu mạnh như vậy. Và đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng phải cách ly hàng chục ngày vì tiếp xúc với bác sĩ nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Trong một cái lần bà khám thì chẳng may là ông này khám, thì cuối cùng người ta phát hiện ra là cái ông bác sĩ này là bị dương tính với viêm phổi, thế là bà cũng bị cách ly luôn. Và ngày 25 tháng 3, Quốc hội Đức đã bỏ phiếu thông qua gói các biện pháp bảo vệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu này với trị giá lên tới gần 1.100 tỷ euro, tức là khoảng 1.200 tỷ đô la, rất lớn. Đây là gói cứu trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử hậu chiến của nước này, tức là sau khi chiến tranh thế giới thứ hai sụp đổ rất nhiều, xây dựng rất nhiều, nhưng mà cũng còn chưa lớn bằng cái gói này. Thì các bạn phải biết nó khủng khiếp thế nào. Và trong mọi nỗ lực của các nước thành viên vượt qua khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán, vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, Ủy ban châu Âu thông qua và thông báo đã đề nghị một ngân khoản tín dụng với lãi suất ưu đãi lên tới 100 tỷ euro để các nước có thể chi trả cho bảo hiểm thất nghiệp, duy trì lao động sau cái đại dịch này. Tức là họ phải chuẩn bị trước những việc đó, còn nếu không có bảo hiểm thất nghiệp, không có bảo hiểm y tế thì các hệ thống khác cũng sụp đổ theo. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán được ví như trận đại hồng thủy đe dọa hàng tỷ người lao động trên thế giới, nhân loại cùng một lúc phải đối phó với một khủng hoảng kép chưa từng có tiền lệ, khi mà khủng hoảng về y tế kéo dài theo một trận đại họa về xã hội, hợp tác và phối hợp tác là những gì mà các quốc gia cần phải làm vào lúc này để cùng vượt qua cái khủng hoảng này. Và trong đó Việt Nam cũng không nằm ngoài đó, thì các bạn cũng đã chứng kiến Việt Nam cũng đã giúp Trung Quốc một chút vài trăm nghìn đô la để mua đồ, và sau đó là Trung Quốc lại giúp lại Việt Nam, rồi Việt Nam cũng lại vừa rồi cũng chuyển sang Mỹ được một số cái đồ bảo hộ. Nói chung là các nước phải có liên hệ với nhau. Và đây là hình ảnh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm các khu vực bị phong tỏa vì viêm phổi Vũ Hán trong thời gian vừa qua.
và dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc thì không chỉ cướp đi sinh mạng, cho đến giờ thời điểm này được thống kê là hơn 80.000 người và tiếp tục con số này còn tăng lên rất nhiều, rất nhanh. Và còn đe dọa là bùng nổ một cuộc khủng hoảng về xã hội khắp năm châu khi gây ảnh hưởng đến việc làm của 1,25 tỷ người. Đấy, tương đương với 1/6 dân số thế giới bị ảnh hưởng theo. Các bạn thấy khủng khiếp, chỉ cần một cái con virus rất bé không nhìn thấy, nó ở tận đầu tận đâu ở Trung Quốc, nó gây ra, cuối cùng là cả thế giới bị như thế, nguy hiểm thế nào. Mà nếu mà tình trạng này không được gọi là cải tiến và không được tìm hí tòi để tìm cách khắc phục lâu dài, thì Trung Quốc hoặc những nước nào đó thôi, nó sẽ lại tiếp tục lây lan những loại virus mới, lại loại khác nữa. Thì các bạn biết rằng đất nước Việt Nam không thể chống chọi được, và thế giới thì cũng đến kỳ bạo loạn, sụp đổ nếu mà cứ như thế này mãi. Và đại họa lần này cần phải được điều tra kỹ lưỡng, đưa các tác nhân lây lan bệnh dịch ra ánh sáng, truy trách nhiệm và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các nước đã bị ảnh hưởng nặng nề, thì trong đó có cả Việt Nam. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Và nếu truy ra đúng là Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc phải bồi thường. Và có những nơi người ta cũng, bên các nhà nghiên cứu họ cũng đã đưa ra cái giải pháp là lập một cái tòa án, gọi là tòa án y tế, để xét xử việc này. Và nếu mà Trung Quốc thua cuộc và xác định đúng từ Trung Quốc thì có thể phải bồi thường ít nhất 6.500 tỷ USD. Và trong đó Việt Nam cũng phải nắm được một phần nào đó. Thì đương nhiên rồi, vì khi anh gây ra thì anh phải chịu thôi. Còn nếu anh không chịu đóng cái tiền phạt đó thì anh sẽ bị thế giới, bị quốc tế có những cái biện pháp áp chế phù hợp. Và tất nhiên cái việc ảnh hưởng này, nặng nề này, nó cướp đi sinh mạng và việc làm của người dân trên thế giới, không ai mong muốn, nhưng hy vọng rằng nó sẽ sớm được vượt qua. Và rất cảm ơn các bạn vừa xem xét bản tin hôm thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020 của tờ Thời báo.de từ Berlin. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de, cũng như theo dõi trang Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Thời báo.de của chúng tôi. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Chúc các bạn một ngày an lành.